Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay một số bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác hai cái bộ sản phẩm đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì cái bộ sản phẩm thứ nhất là cái túi đeo hông, và cái bộ sản phẩm thứ hai là đôi giày ngụy trang. Thì các bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Ngày em đi ship hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà, các bác được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Các bác đặt thì không bao giờ bắt các bác phải đặt cọc 1.000 nào cả. Kiểm tra đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm. Đúng sản phẩm như em đang quay video này thì các bác mới phải nhận hàng các bác nhé. Nếu mà các bác không ưng ý thì không mất 1.000 nào. Còn để không làm mất thời gian của các bác thì em sẽ giới thiệu qua về cái túi đeo hông này. Cái bộ sản phẩm túi đeo hông. Cái túi đeo hông này nguyên liệu chính làm với nó là cái vải. Vải rất là dày các bác nhé, vải thô rất là dày. Đấy, bên trong thì có hai lớp, nên sẽ bỏ này. Bên trong này thì gồm một cái lớp vải bóng như này nữa, rất là chắc chắn. Còn và cái phần ngăn của nó ấy, thì cái túi này gồm 4 ngăn. Một ngăn to, ngăn chính này, và 3 ngăn phụ. Ngăn chính này thì các bác có thể là đi rừng thì đút loa, hoặc là những cái vật dụng gì mà nó vừa vừa với cái ngăn chính này. Đút được rất là nhiều. Hoặc là nếu mà các bác mà đi buôn bán thì các bác có thể là đút tiền, rất là tiện dụng. Còn ba ngăn phụ này, gồm 3 ngăn phụ, đây một ngăn này, 2 ngăn này. Đấy. Cái túi này thì nhìn trông rất là nhỏ nhưng các bác có thể là đút được rất nhiều túi này. Đấy, ở đằng sau này còn một ngăn nữa là 4 ngăn. Thì tất cả các ngăn này được liên kết bằng một cái khóa các bác này. Đấy, khóa của nó thì rất là to, khóa to nha các bác nhé. Đây em sẽ quay gần cho các bác xem. Cái khóa của nó thì rất là to, rất là trơn tru này, em thử kéo thử cho các bác xem này, rất là trơn tru luôn. Khóa này thì đảm bảo cho các bác sử dụng đôi 3-4 năm cũng không bao giờ bị hỏng được. Ngăn tất cả các ngăn đều làm khóa to các bác nhé, làm thì rất được đẹp mắt. Cái túi này thì sử dụng rất là ok này, phải là các bác đi du lịch cũng có thể là đút máy quay máy tiếc vào đây sử dụng, rất là tiện lợi. Thì còn ở cái phần đằng sau này thì làm thiết kế cho các bác một cái dây đeo. Đấy, khóa chốt của nó cũng là rất là to này, chắc chắn này, kiểu như là cái này thì kiểu như là cái khóa cặp của học sinh ấy. Đấy, nhưng mà rất là chắc chắn. Các bác ở đằng sau này thì các bác có thể là điều chỉnh to nhỏ làm sao vừa cho cái bụng của mình. Đấy, cái này thì các bác đeo vào bụng hoặc hông, chỉnh làm sao cho vừa hông của mình, cho chỉnh to nhỏ. Thế là bộ sản phẩm đầu tiên nhà em. Cái bộ sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu cho các bác là một cái đôi giày ngụy trang như này. Thì giày thì nhà em cung cấp cả giày cao cổ, giày thấp cổ, nhưng mà đây là đôi giày thấp cổ các bác này. Đấy. Cỡ thì nhà em cung cấp từ cỡ số 38 đến cỡ số 44 các bác nhé. Đấy, tùy từng chân. Các bác cứ báo, chẳng hạn như là các bác đeo cỡ bao nhiêu thì các bác báo thì nhà em cung cấp đầy đủ các cỡ các số. Còn cái đôi giày ngụy trang này thì cũng ở bên ngoài này màu dàn di các bác nhé. Đấy, ở dưới đế này thì màu đen này, đế thì đế cao su rất là dẻo, đảm bảo cho bác chẳng hạn như là leo đồi leo núi hoặc là vào rừng đi lại nhiều thì sẽ cũng không bao giờ bị đau chân. Đấy, rất là dẻo đây các bác thấy không, rất là dẻo luôn, đế thì đế cao su. Đấy, rất là chắc chắn. Đây là những cái ma sát này, đảm bảo các bác đi không bị trơn trượt. Còn vải của nó thì cũng rất là dày, cũng gồm mấy lớp cơ các bác. Đây, một lớp bên ngoài, còn cả lớp bông ở bên trong nữa, một lớp lỉ bên trong nữa. Rất là chắc chắn. Từ đường kim mũi chỉ cũng may rất là đẹp mắt các bác này. Kể cả những cái đôi giày này thì các bác cũng có thể là đeo được đi chơi. Đấy, rất là tiện lợi. Đây giày này thì có cả dây, nhưng mà em chưa luồn dây. Đôi giày này, đôi giày mới em chưa luồn dây thì các bác về luồn dây vào. Dây thì của nó thì cũng màu đen này các bác này. Thì các bác nào mà cần thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Thì nhà em cung cấp tất cả các đồ ngụy trang. Các bác nào cần cái đồ gì thì các bác cứ liên hệ. Là video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.